Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 9 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Những cái dòng hàng lan thuần ạ. Chơi hoa Tết hoa xuân và rất là nhiều những cái dòng hàng kg. Những cái rề lan rất là tuyệt vời luôn mà hàng hôm nay thì em vẫn bán với giá mà siêu rẻ luôn mà chưa bao giờ có luôn từ trước đến nay cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điệp, với dòng mà có lẽ những ai chơi lan đều có, đều không thể thiếu trong sân vườn để mà thưởng thức hoa Tết đúng không ạ? Như cây đai châu nghinh xuân ngọc điểm này này, thời điểm hiện tại thì em thấy lác đác là có một số cây bắt đầu nhú nụ rồi cô chú anh chị nhé. Tầm ghép quá là tuyệt vời để cô chú anh chị có một cái giò lan chơi hoa Tết đẹp nhất ạ. Và những cái cây đai châu này thì em xin phép bán với giá là 230.000 trong 1 kg. Và 1 kg thì nó sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 7 cây cô chú anh chị nhé. 3 cho đến 7 cây và cô chú anh chị có thể thấy là những cây lan này này, năm trước là đều đã cho hoa hết rồi nên là hứa hẹn năm nay sẽ là cái một mùa hoa tuyệt vời cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết ạ. Và đặc biệt ạ, lô đai châu Thái. Đai châu Thái hàng bóc trụ tại vườn Việt Nam với những cây lan lá mít và bản lá dày cộp, lá kẻ gân rất là đẹp luôn như thế này. Hàng này là hàng bóc trụ của vườn Việt Nam mình cô chú anh chị nhé, nên cô chú anh chị nhìn thấy là khác biệt hẳn luôn với cả hàng bóc trụ của bên Thái. Hàng bóc của bên Thái không phải bóc trụ mà người ta bóc những cây gọi là cây lỗi lá ra ấy ạ, để người ta bán, ví dụ như đốm lá mất lá chân đúng không ạ. Còn đây hàng cô chú anh chị nhìn thấy là lá xanh mướt và căng đẹp, những cái bản lá dày và lá mít rất là tuyệt vời như thế này. Cô chú anh chị về có thể có được những cái chậu lan vừa đẹp lá vừa đẹp hoa cô chú anh chị ạ. Giá em bán ở đây là 380.000 cho 1 kg cô chú anh chị. Và số cây nó sẽ dao động khoảng tầm 3 cho đến 5 cây nhé cô chú anh chị nhé. Hoặc là nếu như cô chú anh chị mình kỹ càng có thể chọn theo hình ở bên này cho em này. Em cũng có bán theo hình, cô chú anh chị có thể lát nữa có thể chọn theo hình cho em. Và sang bên này đây thì em có 2 cái lô kiều vuông cánh trắng. Hàng này thì cô chú anh chị về là kích hoa nở thời điểm Tết tuyệt vời luôn ạ. Kiều vuông cánh trắng này thì em có 2 lô. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 với giá em bán là lô số 1 em xin phép được bán với giá 70.000 ạ. Rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Lô số 2 với giá sẽ là 90.000 này cô chú anh chị này. Lô số 2 sẽ là 90.000. Đó, lô này cô chú anh chị về làm một cái chậu kiều quá là tuyệt vời luôn ạ. Và bên này đây sẽ là những cây dáng hương đuôi chồn. Thì đuôi chồn bên này em hôm nay em cũng có chia phần đây cô chú anh chị. Một cái phần dáng hương đuôi chồn này em gọi là cái phần số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Một phần này thì đủ cô chú anh chị làm một cái giò quá đẹp hoặc là ghép trụ đều được cô chú anh chị ạ. Đấy, cái phần chồn rất là xinh này với giá chỉ có 50.000 thôi. Và phần chồn số 2 thì sẽ nhiều cây hơn đây cô chú anh chị. Đó. Phần chồn số 2 với giá em bán là 70.000 này. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua theo hàng cân cho em, cây đều tăm tắp luôn cô chú anh chị ạ, đảm bảo cây giống khỏe nhất để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa xuân này. Giá em bán ở đây 1 kg chồn là 170.000. Và dáng hương đuôi sắc đẹp, hàng lá xếp V căng mướt như vậy này. Đó. Hứa hẹn cho cô chú anh chị những cây lan để thưởng thức giò hoa xuân tuyệt vời đấy ạ. Cái mùa ghép lan đang rất là đẹp trong năm rồi cô chú anh chị ạ. Giá em bán 120.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình chọn lựa để mua theo hình ở đây cho em này. Hình này em gọi là cái hình số phần số 3 nhé cô chú anh chị nhé. 3 cây đuôi sóc siêu to bự chảng như vậy đấy ạ, 70.000 này. Và sang phần tiếp theo phần số 2, một cái lô sóc phải nói là đẹp hoàn mỹ luôn ấy cô chú anh chị. 4 cây tuyệt vời luôn như thế này này. Đó, nói chung là hàng rừng thì không thể tránh khỏi một số lỗi nhất định. Cái lô này rất là đẹp luôn, cũng với giá là 70.000 ạ. Và sang phần tiếp theo là phần số 3 này. Một phần số 3 quá là xinh đúng không ạ? Cây đều tăm tắp luôn, xinh đẹp như thế này. Với giá em bán là 40.000 cô chú anh chị. Sang bên này đây thì em có dòng sơn thủy tiên, em có bán hàng cân đây cô chú anh chị. 1 kg sơn thủy tiên với giá là 170.000. Đó, dòng sơn thủy tiên với những chùm hoa vàng cánh sáp bóng cực thơm luôn cô chú anh chị. Và hoặc là cô chú anh chị mình chọn theo những cái rề này, mỗi một rề sẽ cho cô chú anh chị một tác phẩm tuyệt vời. Em đã chia theo từng rề như vậy rồi đây. Ví dụ như phần này phần số 1 này, một cái rề sơn thủy tiên này về cô chú anh chị chỉ việc đặt vào chậu đi đến mùa hoa thưởng thức với giò lan tuyệt vời luôn, 130.000 thôi. Phần số 2 này,
Đấy, một dề số 2 rất là đẹp đúng không ạ? To và đẹp như vậy, 120.000. Và phần số 3 này cũng là 130.000, là nguyên một cái dề. À đây, phần này có hai dề cô chú anh chị ạ. Đấy, cây thân rất là đều. Và sang phần tiếp theo sẽ là phần số 4 ạ. Phần số 4 cái dề rất là đẹp này, với giá 100.000. Và hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng đấy ạ. Nghệ tâm mỗi một lô như vậy là em bán 50.000 cho một lô cô chú anh chị nhá. Một lô là một ôm rất nhiều luôn. À, một cái lô nghệ tâm như thế này là 50.000. Đây, à, mặt hoa hoạt thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng. Còn đúng hai lô này thôi cô chú anh chị nhé. Về hàng này thì nở rất là hoa, rất là sát tết. Cây bé nhỏ nhưng mà hoa cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, sang bên này đây là một cái dòng hoa phải nói là chơi tết, à, đẹp một cách xuất sắc luôn. Những cái giò đen rô xuân cô chú anh chị. Những cái giò đen rô xuân siêu to khổng lồ luôn. Mỗi một thân rơi vào 5-6, mỗi một chậu như vậy rơi vào 5-6 thân nhé. Thân chiều dài dài từ 40 cho đến 60 cm cô chú anh chị ạ. Đây, 40 cho đến 60 cm, một cái chậu siêu to và cực kỳ là VIP như thế này. Thì một cái giò như vậy em xin phép được bán với giá là 170.000 cô chú anh chị nhá. 170.000. Và giá thì phải nói là, đây cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu này. Đấy, em cứ để cách ra như vậy là nó đổ xuống. Nó quá to, quá nặng, phần bên trên nó quá nặng ấy cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị này. Đấy, em sẽ quay cô chú anh chị xem những cái giò đen đô sân siêu VIP. Thân nó to hơn cả cái ngón tay cái của em. Nó phải nói như là to như cái ngón chân cái luôn cô chú anh chị ạ. Đó, mà hàng bình thường, hàng hoa Tết ấy, một chậu chỉ có hai thân thôi cũng hơn 200.000 cô chú anh chị nhá. Hơn 200.000 cho một cái giò mà chỉ hơn hai thân thôi. Chỉ hai thân thôi ạ. À, còn bây giờ là một cái chậu rơi từ 5-6 thân trở lên, thân nào thân đấy to và hiện tại đã đi vào cái giai đoạn thu ngọn hết rồi. Hứa hẹn sẽ là một mùa hoa Tết, một phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Dòng đen đô xuân thì cô chú anh chị biết rồi, nó nở hoa thời điểm Tết và cực sai bông luôn. Đây, đây là một số những cái mặt đen đô xuân. Nói chung là đen đô xuân ý, thì cô chú anh chị thưởng thức mật hoa nào cũng rất là tuyệt vời mà lại cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị ạ. Đây, đây là những cái mặt dòng đen đô xuân này. Thì hàng này nó mặt hoa sổ số thôi cô chú anh chị. Đây ví dụ như những cái chậu như thế này là chỉ có hai thân thôi cô chú anh chị này, mỗi chậu hai thân thôi mà nó đẹp tuyệt vời như thế này, hai thân cho đến ba thân mà à, bên này là nhiều thân hơn một chút nhưng mà còn không dài nhé cô chú anh chị nhé. Đây là những cái thân rất là dài và rất là đều ấy, rơi từ 5 thân 6 thân trở lên siêu VIP như vậy, 170.000 ạ. Và em đảm bảo cô chú anh chị tìm khắp cả tất cả mọi nơi, không nơi đâu người ta bán dưới 200.000 trong cái giò đen đô xuân khủng và VIP như thế này đâu cô chú anh chị nhá. Và hết lô này thì chắc là em nghĩ rằng là cũng khó mà kiếm được những cây đen đô xuân nó đẹp mà nó rẻ như thế này cô chú anh chị ạ. Nhanh tay sưu tầm. À, rồi ạ, sang bên này đây. Sang bên này đây cũng là cái dòng mà cô chú anh chị chơi hoa Tết rất là đẹp. Hàng vừa cập bến cô chú anh chị này. Vừa cập bến thôi ạ. Hiện tại đây là những chậu Kiều Lộc Bắc. Những cái giò lan Kiều Lộc Bắc nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì em thấy những cái cây Kiều Lộc Bắc này thì một số cây đã bắt đầu là chuẩn bị chồi nụ ra rồi đây cô chú anh chị này. Đó, chuẩn bị nứt hẳn nụ ra luôn rồi cô chú anh chị ạ. Và thân thì có những cái thân nó to như cái ngón chân cái luôn. Cây phải nói là cứng cáp đẹp một cách tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Dạ. Một cái chậu Kiều Lộc Bắc như thế này hứa hẹn để cô chú anh chị có một cái giò hoa Tết để mà ngắm một cách tuyệt vời luôn. Và giá ở đây em bán là 170.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Những cái chậu nào mà thân to ấy thì nó sẽ ít thân hơn, còn những cái chậu nào mà thân nhỏ ấy ạ, nó sẽ nhiều thân hơn đây cô chú anh chị. Những cái chậu Kiều Lộc Bắc nó quá là đẹp như thế này, 170.000 cho một giò. Sang bên này đây là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này, thân thắt đốt sáng bóng luôn. Bây giờ cũng có những cái thân nó cũng đã bắt đầu là chuẩn bị nứt nụ ra rồi đây cô chú anh chị này. 1-2 tháng nữa là tất cả những cái thân chuỗi ngọc này là sẽ bắt đầu là nhú nụ hết luôn cô chú anh chị nhé. Đây này cô chú anh chị nhìn thấy là cái nụ của nó đã chuẩn bị chồi ra rồi đúng không ạ. Và hàng này thì thân cứng cáp rất là khỏe cây. Chuỗi ngọc một cái dòng lan mà không chỉ đẹp hoa mà đẹp ngay cả thân lá như thế này. Chậu rơi vào rất là nhiều thân tơ đúng không ạ, rất là nhiều thân hoa đẹp. Đây, những cái thân cứng cáp chuẩn bị bung nụ luôn cô chú anh chị. 170.000 cho một cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm. Và một cái mặt bông đẹp ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan quân tử. Cái dòng lan mà vừa mang cái ý nghĩa phong thủy và vừa mang cái tác dụng rất là tuyệt vời cô chú anh chị. Để nó trong phòng khách hay là bàn làm việc nhé cô chú anh chị nhé. Một cây như vậy với giá là 75.000 cho một chậu và là những cây trưởng thành siêu to bự chảng luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị để trong phòng khách hay là bàn làm việc thì ngoài ý nghĩa phong thủy thì nó còn mang lại cái tác dụng đó là giúp mình loại bỏ những cái chất khí độc hại ở trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi ấy, cô chú anh chị, tạo ra một cái không gian thực sự rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình của mình. Đấy, một cái chậu như vậy vừa đẹp lá mà lại có thể cho những bông hoa đẹp mà vừa mang nhiều cái tác dụng tuyệt vời, có 75.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây thì em có hai cái giò hoàng thảo vôi duy nhất, nhanh tay sưu tầm. Giá em bán giảm sâu 120.000 cho một giò. Vôi thì cô chú anh chị biết rồi, thơm chỉ đứng sau trầm. Cái giò như này rất là nhiều thân đúng không ạ?
hàng đảm bảo khỏe và đẹp cho cô chú anh chị mình. Sang bên này đây sẽ là những cái cây phi điệp tím, dòng phi điệp tím mà là hàng ươm ki, là những cái mặt bông rất là đẹp, giả hạt Di Linh Xuân cô chú anh chị biết rồi, nổi tiếng với mặt hoa rất là tuyệt vời. Đấy, trước đây một thân Di Linh Xuân vài trăm nghìn luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, đây là toàn bộ đều hàng ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu Di Linh Xuân như thế này giá em bán hiện tại chỉ có 80.000 cho một giò thôi. Hoa sẽ nở Tết hoặc là đầu xuân. Còn bên này đây sẽ là giả Hòa Bình, cô chú anh chị cũng biết rồi, chơi hoa lâu thì biết rồi. Giả Hòa Bình thì dòng hàng thân thủ, sai bông, siêu sai bông luôn. Bảo cái chậu giả Hòa Bình rơi vào 3-4 thân như vậy 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp tím hàng rừng này. Đây là dòng phi điệp tím rừng. Nói chung là cái tầm bây giờ ấy, cái dòng phi điệp nó xuống giá, nhưng mà chắc chắn một điều cô chú anh chị ngắm những cái mặt bông của phi điệp tím vẫn không thể nào mà phủ nhận cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của nó, đúng không ạ? 70.000 trong cái chậu phi điệp tím này cô chú anh chị này. Và tiếp sang bên này đây, em có những cái giò dendro, những cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đấy, hàng hôm nay vừa cập bến một cái lô mới rất là đẹp ạ. Thiên cung lữ bố trước đây mỗi một thân bé tí xíu thôi cũng hơn 100.000, bây giờ một cái chậu hơn chục thân. Đó, chậu hơn chục thân luôn mà giá của nó chỉ có giá là 110.000 cho một chậu thôi. Đấy, chậu thì sẽ rơi vào đếm sơ sơ cũng hơn chục thân cho một giò cô chú anh chị nhá. Đấy, hàng về rất là nhiều luôn, thoải mái cô chú anh chị mình chọn. Ở đây là mặt bông của Thiên Cung Lữ Bố này, nó không phải là nhạt màu như hạt vĩ rừng mà nó là cái mặt bông nó sáng và nó nổi bật tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Sai bông một cách tự nhiên luôn cô chú anh chị yên tâm là về cứ rụng lá sang xuân là cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp để cô chú anh chị mình thưởng thức. Đấy, cây bây giờ cũng đã đi vào mùa thu, đi vào cái giai đoạn thu ngọn hết rồi, và em cũng còn có ít cái giả hạt hoa hồng đỏ, một cái dòng lan mà hoa vừa thơm, màu hồng đỏ rất là nổi bật luôn. Cây bé nhỏ nhưng mà hoa thì lại rất là to đây cô chú anh chị, giả hoa hồng đỏ. Đây này cô chú anh chị này. Với chậu giả hoa hồng đỏ cũng đếm sơ sơ hơn chục thân. Với giò như vậy em bán với giá là 110.000, 120.000 cho một giò giả hoa hồng đỏ. Ở đây là đúng rồi, giả hoa hồng đỏ thân nó khác với cả hạc vĩ thiên cung của chú anh chị ạ. Thân hạc vĩ thiên cung nó dài, còn hoa hồng đỏ thì nó hơi khúc khắc một tí. Còn bên này đây sẽ là những siêu phẩm đen đỗ úp mắt đen ạ. Với giò đen đỗ úp mắt đen hơn chục thân nặng trĩu luôn cô chú anh chị nhìn này. Đó, siêu to khổng lồ 230.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga. Dòng thiên nga cô chú anh chị ạ. Thiên Nga cô chú anh chị mà nào đã từng ngắm thì chắc chắn là đều sẽ rất là mê cái mặt bông Thiên Nga với cái vẻ đẹp rất là trang nhã, rất là tuyệt vời luôn. Cái những cái cây Thiên Nga giả hành căng mướt như thế này, năm thứ ba thứ tư hết rồi cô chú anh chị nhé. Và có thể một số cây đã bắt đầu là chuẩn bị là nhú mắt nụ rồi cô chú anh chị ạ. Một số cây là đã nhìn thấy cái mắt nụ của nó rồi. Đó, cái dòng Thiên Nga, một cái chậu Thiên Nga như vậy chỉ có giá là 60.000 thôi cô chú anh chị ạ. Ở đây thì em có 4 màu sắc Thiên Nga để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn nhé. Đó là Thiên Nga đen, tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí, hay người ta còn gọi là ngọc trai đen. Thiên Nga xanh và Thiên Nga màu đỏ rực rỡ như thế này, và Thiên Nga màu nâu đốm, một cái mặt bông cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ. Đó, với combo 240.000 cô chú anh chị sở hữu ngay một combo 4 cây Thiên Nga rất là đẹp, mà cái giá của thị trường, giá của thị trường không hề rẻ cô chú anh chị ạ. Giá thị trường người ta bán một cây Thiên Nga lên đến 170.000, không hề rẻ đâu cô chú anh chị nhá. Em đảm bảo cô chú anh chị là khi mua hàng bên em cô chú anh chị không lo bị hớ ạ. Không lo bị hớ cô chú anh chị nhé. Và em khi mà cô chú anh chị đặt Thiên Nga, cô chú anh chị lưu ý một điều cho em là những cây Thiên Nga bây giờ nó đã trưởng thành hết rồi và chuẩn bị đến mùa hoa, nên cây sẽ bắt đầu là dần dần là vàng mà xuống lá nhé. Nên là khi mà cô chú anh chị nhận những cây Thiên Nga về củ khỏe căng mướt như thế này nhưng mà có lá vàng thì cô chú anh chị cũng đừng bắt đền em cô chú anh chị nhé. Đó, em nói trước là như vậy để khi cô chú anh chị đặt Thiên Nga. Sang bên này đây sẽ là những cây dendro rất là xinh đẹp này cô chú anh chị. Có những bông hoa tím đậm, có những bông hoa tím nhạt xinh, rất là xinh luôn. Với chậu dendro như vậy với giá chỉ có 25.000 thôi mà nó cho mình hoa quanh năm. Chậu thì rất là nhiều thân cô chú anh chị ạ. Vừa về chăm sóc, vừa thưởng thức hoa mà lại chăm đợi nó có một cái giò khủng cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu, đây là những cái chậu Cattleya, dòng lan cát một lá và bông đại, bông hoa tím đỏ rất là đẹp luôn. Một cái mặt bông đây ngay từ cái thân đã thể hiện cái màu sắc của nó rồi. Chậu như vậy em bán 120.000. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng mà sẽ là những cái chậu lan, những cái chậu này đã là chậu ngọc nữ nhá. Dòng vũ nữ thì cũng là cái dòng hoa trong hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Cái chậu ngọc nữ này em xin phép bán nó với giá là 100, ngọc nữ với giá 160.000 cho một giò. Và bên này đây ạ là những cái cây hồ điệp
Rẻ, chưa bao giờ từng rẻ đến vậy luôn. À, có một cái bông hoa còn sót lại chuẩn bị bung lụa này cô chú anh chị. Nói chung là cái mặt bông của hồ điệp, cây nào mặt bông nào cũng đẹp cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe luôn như vậy đấy ạ. Cái chậu hồ điệp này giá em bán chỉ có 30.000 thôi, và cô chú anh chị lấy 90.000 là sở hữu 3 cây hồ điệp để về chăm sóc rồi. Đó, mặt bông của hồ điệp khi mà cô chú anh chị tự chăm và nó nở hoa tại nhà, đảm bảo là căng, thực sự rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Mà 90.000 tội gì mình không không mua để mà chăm, để mà thử xem, tự trồng tự chăm những cây lan hồ điệp cho mình đúng không ạ? Sang bên này đây thì rất nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ, mà em đã chia ra theo từng hình rồi, đặc biệt là những cái giò trúc Phật Bà của ngày hôm nay. Đó, cái lô hàng tuyển chọn đầu tiên cho của vườn cô chú anh chị nhé. Nên là chắc chắn sẽ là những cái giò để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết đẹp nhất ạ. Em xin phép đi từng hình một. Cái dòng trúc Phật Bà cô chú anh chị biết rồi, nó mang cái ý nghĩa tâm linh rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Mặt bông thì rất là đẹp rồi, mặt bông thì đẹp khỏi bàn luôn rồi cô chú anh chị. Ngoài ra thì cô chú anh chị khi mà ngửi cái mùi hương của cái dòng trúc Phật Bà này, ngay từ cái thân của nó thôi đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái như cái mùi thuốc bắc ấy, tạo cái cảm giác thực sự rất là thư giãn luôn cô chú anh chị ạ. Đó, hoàng thảo trúc Phật Bà. Đây là toàn bộ đều là những thân đã thắt ngọn và chuẩn bị đã thắt ngọn cứng cáp như thế này, cô chú anh chị mình yên tâm là sẽ cho một mùa hoa đẹp cô chú anh chị nhé. Cái giò này em gọi là cái giò số 1 này, giò số 1 trúc Phật Bà ở đây cô chú anh chị đếm 2 4 2 4 5 6. Có tất cả là 6 thân hoa trúc Phật Bà cô chú anh chị ạ, đều là thân hoa đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị biết rồi, cái trúc Phật Bà hàng cân ấy không dưới 500.000 cho 1 kg đâu, mà thân già một thân tơ kèm theo 6 5 6 cái thân già là cô chú anh chị mua một cân không được bằng này thân tơ đâu cô chú anh chị nhá. Đó, hình số 1 230.000 thôi ạ. Tiếp theo là hình số 2 này. Đây là những cái giò gọi là tuyển chọn đầu tiên nên là cây rất là cao dài và đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Trúc Phật Bà thì cô chú anh chị lưu ý cho em là không phải dài 5-60 cm đâu cô chú anh chị nhé. 40 cm, 30 là hơn 30 cm, trên 20 cm đổ lên đến 30 mấy cm đổ lại đã là đẹp lắm rồi nhé cô chú anh chị nhé. Chứ không phải là dài 5-60 cm đâu cô chú anh chị ạ. Cái hình tiếp theo là hình số 2 này, 230.000. Đó, cô chú anh chị ngắm và chọn lựa cho mình những giò Trúc Phật Bà để thưởng thức hoa Tết đi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 3, cũng 230.000. Tùy cô chú anh chị mình chọn này. Hình số 4 này, giò số 4. Giò này em bán là 220.000 đi cô chú anh chị nhá. Và giò số 5, giò số 5 căng mướt quá đẹp luôn đây cô chú anh chị. Đó, chất cực kỳ là chất lượng luôn. Số 5 230.000 và số 6 này. Giò nào cũng rất là sum suê, tại vì đây là cái lô chọn đầu tiên của vườn mà. Đấy, rất là sum suê luôn. Cái giò này em cũng bán là 230.000. Sang hình tiếp theo là hình số 7 này, cũng 230.000. Cô chú anh chị cứ ngắm đi. Và hình số 8 rất là đẹp luôn ạ. Cái hình số 8 này thì có phần là đẹp hơn nhá cô chú anh chị nhá. Đó, nhiều thân hơn và cái giò này xin phép bán 250.000. Và hình số 9 ạ, 230.000. 230.000. Giò số 10 ít thân nhưng mà dài và rất là đẹp luôn, cũng 230.000. Và giò số 11 này cũng 230.000 cô chú anh chị nhá. Đó, tùy cô chú anh chị lựa chọn, và còn có lô này thôi. Lô sau có về thì nó sẽ ngắn hơn thôi cô chú anh chị ạ, nó sẽ không được dài và đẹp như này đâu. Mà giá thì nó cũng không có thay đổi cô chú anh chị ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số kiều cô chú anh chị ạ. Kiều này. Đấy, kế một cái rễ kiều này là tròn lá tròn mít rất là đẹp luôn. Cái hình số 12 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đảm bảo đến mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng một chút nào luôn. Và sang hình tiếp theo là hình số 13, một cái lô như vậy này, cũng với giá em bán 80.000. Và hình số 14 em còn có hai lô duy nhất thôi cô chú anh chị. Lô này thì hai rễ cực kỳ là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 120.000 cho cái hình này nhá, hai rễ ạ. Bên này dáng hương đuôi cáo, bán giá xả sập sàn luôn cô chú anh chị. Một cái hình cáo ba cây to đùng như thế này, 100.000 luôn cho cô chú anh chị mình. Đó, hàng lá xếp mà cây rất là to luôn nhá. Cái chậu này, cái lô này cô chú anh chị về để vào chậu là đầy chậu luôn cô chú anh chị ạ. Sang hình tiếp theo là cái hình số 6. Cái hàng này thì cái lá cây lá xếp về cực đẹp. Hình này em bán 120.000. Hình này có tất cả là 6 cây. Và sang hình tiếp theo hình số 7, 11 cây. Xả rẻ luôn, cây to nhá cô chú anh chị, đảm bảo cây to. Đó, 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. Có 11 cây và hình số 10. Hình số 18. Cái lô này toàn những cây lá nhiều, rất nhiều cây lá xếp về luôn. Hình số 18 100.000, cái lô này cũng hơn chục cây cô chú anh chị ạ. Và hình số 19 này. Số 19 ở đây em bán với giá là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá, 100.000. Lô này có 8 cây ạ.
Bên này thì em còn có một số những cây lai châu Thái hàng thuần, còn ít thôi cô chú anh chị ạ. Cây hàng lá xếp mà rụt cực kỳ là mê luôn như thế này. Đó, hoặc cô chú anh chị mua hàng cân cũng được nhá. Cô chú anh chị nhìn cho em, đếm cho em bao nhiêu cặp lá. Đó. Cái cây này em xin phép bán luôn. Hôm nay em để giá luôn 140.000 ạ. Cô chú anh chị nhá, 140.000 siêu rẻ luôn. Và một cái cây hình số 21, một cái cây lá kẻ cực đẹp luôn, 400.000. 400.000 luôn cô chú anh chị nhá. Cây lá kẻ rất nhiều cặp lá. Đấy, cây lan đẹp như này không đã rất là giá trị rồi mà lại còn lá kẻ nữa cô chú anh chị nhá, 400.000. Bên này thì em có những hình châu Thái. Đó, hình châu Thái thì nãy em nói rồi ạ, à, em bán 380.000 trong 1 kg. Cô chú anh chị mình chọn kỹ hơn, chọn ở đây cho em. Thái thì nó đa màu sắc nhá cô chú anh chị. Cây rất là mượt đúng không ạ? Quá là mướt luôn như vậy. Hình này là hình 22, 160.000. Đấy, một cây châu Thái như thế này. Với mỗi một cây chỉ có giá là to nhá cô chú anh chị nhá. Này, cái bản lá rất là to luôn. Dạ. Lá kẻ gân rất là đẹp như thế này, gân rất là đẹp như này. Có 160.000 thôi cô chú anh chị. Cái hàng này đảm bảo cô chú anh chị là mua cái hàng này á, nó chưa bằng một nửa của dòng giá của giá của hàng thuần. Mà cái cây đai châu thì nó cực kỳ dễ thuần luôn. Thế tội gì cô chú anh chị không mua những cái cây nó quá đẹp như thế này để tự ghép cho mình những trụ, hay là trồng cho mình những cái chậu mà nó vừa rẻ vừa đẹp như vậy đúng không ạ? Tiếp theo sang hình số 23. 230.000 cho hình này. Đó, những cây đai châu mà VIP ấy, em thấy là người ta bán cả triệu một cây. Đó, những cái cây này thì nó cũng quá là đẹp luôn đúng không ạ? Không hề lỗi lá mà nó đẹp như thế này. 3 cây 230.000 và hình tiếp theo 24. 180.000 cho hình này, 3 cây cô chú anh chị ạ. Đó, ngắm ạ, đẹp mê đúng không? 180.000. Và hình tiếp theo 25, một cặp đôi 2 cây với giá là 160.000. Và hình tiếp theo 26, hình số 26, châu lô này có 3 cây. Lá dày cộp luôn. Đó, nói chung là cũng có cây nó có hơi sứt sẹo một tí nhưng mà cũng vẫn cứ rất là đẹp. Khi này em bán 230. Bên này là châu rừng. Đấy, châu rừng thì em bán 230.000 một kg thôi. Có những cây thì những cây nhú nụ sớm thì bây giờ đã bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Cái lô này đến 4 cây này. Lá đanh vàng. Vàng đủ nắng đẹp như thế này chắc chắn là sẽ hứa hẹn mùa hoa Tết tuyệt vời đúng không ạ? 120.000 cho hình này 4 cây. Và hình tiếp theo là hình số 28, lô này 120.000. Cũng là 3 cây rất là to đấy, mỗi một cây châu to như này, đẹp như này. Có 40.000 một cây đúng không ạ? Sang hình tiếp theo là hình số 29. Lô này có, đây cái cây này bắt đầu hình như là đầy nhú nụ rồi sao nhỉ? Hay là dễ, à chắc là dễ thôi. Hai này. 4 này. 5 cây. 5 cây này 120.000. Và sang hình tiếp theo là những giò hoàng nhạn mà thuần vườn của nhà em, không hề chưa một lần, từ trồng lúc trồng đến bây giờ chưa một lần cho phân nhé cô chú anh chị nhá. Hít khí trời để sống thôi ạ. Cái chậu cũng rất là đẹp như này, 160.000 chậu 30. Chậu số 31 này 140.000, chậu này thì rất là nhiều cây đẹp luôn. Và chậu số 32 ạ, cũng rất là đẹp ạ. 32 cũng 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Về cho thêm ít phân vào nữa là đẹp tuyệt vời nhé cô chú anh chị. Và tiếp theo sẽ là hình 33. Chậu này em cũng bán là 140.000 cô chú anh chị ạ. Hình 34, một cái chậu dáng hương tam bảo sắc xinh đẹp như này 100.000. Và hình số 35 ạ, chậu hài Helen. Những bông hài Helen, những ai sưu tầm lan có lẽ không thể thiếu, muốn yêu cái dòng hài á, không thể thiếu cái bộ sưu tầm những bông hoa hài Helen, những nàng công chúa tóc vàng trong sân vườn của nhà mình. Cái giò này em bán 150.000. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá Helen trên thị trường. Em bán cái giò Helen 36 150.000, 37 với chậu chuẩn bị bung lụa. Với giá em bán là 150.000. Và bên này sẽ là cái giò 38 là phi điệp vàng. Giò phi điệp vàng này đang có những cái thân, khá là nhiều thân đang nụ ở đây. Về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn nhé. Với giá em bán là 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. Này là có cả trụ gỗ, bám cả trụ gỗ và cả chậu luôn. Đó, và sang bên này sẽ là hình số 39. Cái lô này thì đây ạ, cái lô này. Hai ngọn phi điệp vàng đang nhú nụ, mập nù ú ụ luôn. Nhìn thân mượt mà luôn, mầm gốc đang lên cô chú anh chị. Về kích cái nữa để cho nó lên thêm sang năm là có giò 4 mầm nhé cô chú anh chị. Giá em bán ở đây là 80.000 thôi ạ. Đây ạ, sang hình tiếp theo là hình 40. Duy nhất 4 cái chậu phi điệp vàng nó mượt và đẹp như này. Cái chậu này có 4 thân nhé, rất là đẹp luôn.
Đó, đều đang bắt đầu là nhú nụ hết rồi, căng mướt cực đẹp ạ. À. Về kích mầm một chút nữa là sang năm có giò 8 thân gấp đôi cái số thân này lên nhé cô chú anh chị. Giò này em xin phép bán 120.000 ạ. À. Dạ, một món quà tuyệt vời từ thiên nhiên, cái này là cái mật ong khoái nhá. Mật ong khoái này thì em vừa lọc xong nên là bên trên này vẫn còn có bọt này cô chú anh chị này. Vừa lọc xong nên bên mặt trên vẫn còn có bọt này, mở nắp ra là thơm nức nở luôn. Vàng ươm và đặc sánh như thế này cô chú anh chị này. Đó, vàng ươm và đặc sánh luôn. Bởi vì là nhiều cô chú anh chị ấy, cứ muốn là mua cái lọc ấy cô chú anh chị. Nên là em hôm nay em lọc ra để em bán cô chú anh chị nhá. Mật ong này thực sự làm quà tặng đây. Em cứ đảo lên như này bắt đầu là lên cả một đống cái bọt như thế này cô chú anh chị ạ. Nó lên men ấy ạ. Thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 230.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Làm quà tặng quà biếu thì không có gì quý hơn cô chú anh chị ạ. Mật ong khoái ngọt lịm ngọt khé luôn cô chú anh chị ạ, siêu ngon đậm đà luôn, siêu ngon luôn cô chú anh chị ạ. Chè dây ạ, cô chú anh chị thử một lần chè dây ra, gia đình nhà em tự sao đi ạ, hoàn toàn bằng sao tay cô chú anh chị nhá. Làm vệ sinh sạch sẽ, rửa sạch sẽ trước khi sao ủ, đảm bảo vệ sinh cho cô chú anh chị. Và một túi chè dây như vậy là 1 kg ạ. Em bán với giá là 100.000 cô chú anh chị nhé. 100.000 cho 1 kg cô chú anh chị có thể lấy về dùng cho gia đình hay là quà tặng quà biếu rất là tuyệt vời. Thực ra thì em cũng không có ý định là bán đâu, nhưng mà rất là nhiều cô chú anh chị hỏi cái chè dây ấy, nên là em cũng 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 mạnh dạn đây sao được một ít thì mạnh dạn là giao lưu cô chú anh chị. Ngoài ra thì em có thêm những cái con dao, những cái con dao bếp ạ. À, con dao chuyên chặt thái này bằng thép, bằng thép, đây là bằng thép nhíp xe ô tô nhá, mua một lần dùng cả đời luôn. Con này có đánh nhám chống dính một bên, con này 180.000. cái con này là cũng là con dao chuyên chặt thái ạ. Con này con chuyên chặt thái cô chú anh chị, nó hơi dỉ một chút xíu cô chú anh chị, chỉ cần cho một ít coca cô chú anh chị lau qua một cái là hết dỉ luôn nhá. Con này em bán với giá 170.000 này. Đấy, con này là con chuyên, con này là con chuyên con dao tông ạ, 170.000. Và con dao quắm đi rừng 120.000. Và con dao chuyên thái bằng thép không dỉ, đây những con thép không dỉ này không bao giờ dỉ luôn. Giờ em bán là 150.000 cho một cái con chuyên thái này, thép không dỉ này. Bên này là rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này, vỏ thông nhé, em có đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng lô mới vừa về 50.000 cho 1 kg, rất là đẹp luôn. Dớn vụn à, dớn đĩa chứ, dớn đĩa này, rất là nhiều cô chú anh chị hỏi nên em đã có một ít dớn đĩa để giao lưu cùng cô chú anh chị. Này là kích thước là 13 2 30 nhá, với giá em bán 15.000 cho một cái bảng dớn như này. Và bên này là cũng là cái dớn này kích thước lớn hơn là 20 30 với giá 18.000. Atonic 12.000 cho một gói, Duy Xanh 50.000, Duy Đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ, Liền Da Mỹ Tiến 40.000, Liền Da Sẹo Đen sẽ là 50.000 và Super Thai Hormone Tăng Trưởng với giá 50.000 cho một lọ, thuốc đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ, siêu dơ dễ N3M 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ, cắt tan đặc trị thối nhũn với giá 40.000 cho một lọ, kim kim bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Và phân dê chiều dài 4, chiều dài ở đây là 20 cm với giá 4.000 cho một túi thôi cô chú anh chị nhé, 4.000 một túi thôi ạ, 40.000 cô chú anh chị lấy luôn 10 túi này. Và bên này đây thì em có phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ. À, phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp hôm nay khách lấy hết rồi mà quên mất không nhớ lấy ra. Đây là phân bón trùn, phân trùn quế em bán 35.000 một túi 1 kg. Còn bên này là phân phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg nhé. Và bên này thì đây em quên mất, em còn có một cái loại lan, đó là những cây lan hài dâu xanh cô chú anh chị ạ. Hài dâu xanh với giá sẽ là 90.000 cho 1 kg, hàng bây giờ đang bắt đầu là lên những cái mầm mới rất là đẹp này cô chú anh chị này. Đó, cái mùa trồng hài rất là đẹp luôn. Bên này em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ, hoàn toàn từ chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.